vừa mới đi bưu điện về, lát nữa về nhà mình sẽ kể cho mọi người phần tin ngày hôm nay. Đúng là cái việc mất giấy tờ Hàn Quốc là một cái sự rất là vất vả, mình thấy rất là vất vả. Và mình sẽ kể ra vài điều để cho các bạn sau này mà sang có mất thì rút kinh nghiệm, không có phải vất vả như mình. Đấy cũng là một cái kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Trời bây giờ khá là mưa, rất là ghét ra ngoài, nhưng mà phải đổi mưa mà đi thôi, chẳng ai giúp mình cả. Mình đã liên hệ cái anh làm hộ chiếu để mà làm dịch vụ cho mình, nói thôi bây giờ anh đăng ký giùm em đi rồi em trả tiền, còn nơi thì nó lấy 20.000, nhưng mà cái anh này anh không làm, thế là buộc mình phải tự đi tự làm. Nhưng mà cuối cùng rồi mọi chuyện cũng xong, gặp những cái người tư vấn viên của Việt Nam mình ở trên cục quản lý xuất nhập cảnh rất là nhiệt tình, nhẹ nhàng ân cần, thế là đã ok rồi. Bây giờ chỉ còn việc ngồi chờ thông tin từ hội cục quản lý xuất nhập cảnh nữa thôi. Đây là cái quán cà phê mà mình định vào ngồi lúc sáng để làm thông tin khai báo này. Mùa này thì nó mưa suốt, bây giờ là mùa mưa dầm của Hàn Quốc, là tháng ma trói đấy, trung tuần tháng 6 là nó mưa, bây giờ qua tháng 7 rồi, chắc là phải tới tháng 9, đầu tháng 10 thì thời tiết mới bắt đầu đẹp trở lại. Còn hiện tại thì như thế này thôi, đi làm cũng nhát, ra ngoài cũng nhát. Trời này mà chỉ uống cà phê hoặc là làm vị thịt nướng thêm một chai rượu ngấm nữa, ôi trời ơi là tuyệt vời. Ở Việt Nam mà vào mùa mưa thì mình hay đi ăn thịt trâu, trâu nướng ấy, những cái quán dạng như là nhậu học sinh sinh viên kiểu như vậy, uống thì ít mà ăn thì nhiều. Giờ mưa cái là bắt đầu nhớ những cái món đó. Thân thủ quay những cái thành phố mưa, cái đường mưa cho các bạn xem Hàn Quốc là nhếch nhác như thế nào. Nếu như mùa mưa mà đi vào ban đêm thì cực kỳ đẹp. Bởi vì sao không ạ? Cái ánh đèn nó phản chiếu xuống giữa đường ấy, là chúng ta cảm giác nhìn nó lung linh, nó huyền ảo. Nên đêm mà cần những cái dòng sông lúc nào cũng đẹp cả, vì điện nó nhiều. Còn giới thiệu với các bạn, đây là khu ổ chuột ở Busan. Thực ra người ta mệnh danh Busan là thành phố lớn và thành phố năng động phát triển, nhưng mà không phải là toàn diện. Đây cũng gần gần Kim Hê rồi, đó là sang xa, cái nơi sang xa này. Mình thấy ký túc xá cũng như là những cái nhà vệ sinh này, cái kiểu cổ lắm. Và cái nhà ở đây họ cũng làm rất là thấp, người Hàn không cao đâu nha, chỉ có người Hàn lái mới cao thôi. Cái cổng vào nhà là cũng đúng đầu mình, mặc dù mình cũng có cái chiều cao khiêm tốn, chưa tới 1m7, nhưng mà các bạn thấy cái cổng không? Cổng này thì chỉ với tay là tới thôi. Mình thì không ở cái khu này, đấy là nhà ở của người yêu thôi. Đây, có ai làm cái cổng mà mình có thể bờ tay như thế này không? Đây, cửa này, đừng lên thêm cửa là có thể đụng đầu luôn này. Đụng đầu nha các bạn. Này, hoặc là cái cửa vào nhà này, cửa này là không có lọt mà buộc phải lon quá nhá. Ok, vừa mới về tới phòng này, nhưng mà lúc nào review cái phòng ở dưới này cho các bạn xem. Thì thực ra đấy là phòng con gái này, mình không có review làm gì. Cái chỗ này cũng thuộc dạng là rẻ nhất ở đây rồi, nên là
nó không có bằng những cái chỗ khác đắt tiền hơn thì nó hiện đại hơn. Nhưng mà với cái số tiền 80.000 một tháng thì cái chỗ này là quá tuyệt vời rồi. Hôm nay nói chuyện với mọi người về cái việc hộ chiếu, làm hộ chiếu bên Hàn Quốc và cái cách mà mình làm hộ chiếu xong rồi phải làm như thế nào nữa, chứ không phải làm ra xong là xong hết. Sau khi mà bạn bị mất cuốn hộ chiếu chẳng hạn thì bạn phải liên hệ với công an ở gần đó để xin một cái tờ giấy làm lại hộ chiếu và phải lên đại sứ quán ở Seoul và làm hộ chiếu, đặt lịch hẹn trước và sau đó người ta hẹn bạn cái lịch tới làm. Nhưng mà bên này thì có hai cách làm, thứ nhất là bạn phải tự đi, thứ hai là làm dịch vụ. Thì hình thức làm dịch vụ lúc nào cũng đắt hơn mình tự đi cả. Tự đi thì chỉ có 90.000 thôi, là khoảng 1.800.000 Việt Nam. Còn mà bạn làm dịch vụ để cho người ta làm thì nó rơi vào khoảng 11 đến 12 triệu tùy người. Rất là tiếc. Nhưng mà cái hình thức tự đi thì nhiều người nói rồi, bạn có đủ cái sự kiên nhẫn để mà đợi chờ không? Vì ai cũng biết là người Việt Nam mình làm lúc nào cũng lê mê như vậy chứ không có được nhanh chóng. Nên mình đã quyết định bỏ số tiền gần 600.000 để làm lại. Làm dịch vụ cho không có tự tay đi nữa. Vì khi mà mình đi rồi thì cái tiền đường xã qua lại nó cũng bằng như vậy à. Nên người ta đã tính được rồi. Ngay cả khi mà lên bộ lao động thì người ta cũng khuyên là nên làm dịch vụ đấy. Sau khi làm hộ chiếu xong thì như thế nào? Mình phải đợi mất khoảng là hơn một tuần mới có hộ chiếu. Nhưng mà thực ra người ta làm rất là nhanh nha. Mình đặt làm là ngày 14 tháng 6, à tháng 7, 14 tháng 7 là mình bắt đầu đặt làm. Thì đến ngày 16 là có rồi, chỉ có 2 ngày thôi. Nhưng mà không phải nó giao cho mình liền đâu. Đến vừa rồi mình mới nhận được là phải 5 ngày sau. Từ ngày được cấp phát cho đến 5 ngày sau mình mới nhận được hộ chiếu. Người ta làm nhanh nhưng mà người ta gửi chậm. Và sau đó gửi rồi thì mình lúc sáng mới đi Kim Hê để khai báo, lên cục quản lý xuất nhập cảnh Kim Hê để khai báo. Thì người ta nói rằng cái chứng minh của mình là địa chỉ khác thì không thể khai báo ở đây được, thì phải về Suwon. Mà Suwon thì khá là xa, bây giờ mà từ Busan xuống Suwon mà đi KT là phải tầm là 1.4 triệu một lượt, đi về một lượt 1.4 triệu nữa là thêm bao nhiêu, 2.8 triệu tiền đâu ra, chưa kể tiền ăn uống rồi tiền xe buýt. Đó là mình mới tính tiền từ Busan tới Suwon thôi, còn chưa kể cái tiền mà đi tới cục quản lý xuất nhập cảnh nữa. Đấy, rất là mệt. Và lúc sáng đang loay hoay thì tính là ngày mai sẽ đi đây. Nhưng mà lên thì được một cái ba người Hàn, ba giới thiệu cho. Ba nói bây giờ là hãy điền lên cái số tổng đài để thử khai báo thử. Trong cái đó điền lên tổng đài thì người ta nói là có ba cách để khai báo. Thứ nhất là trực tiếp đi, thứ hai là khai báo bằng trang web, rồi thứ ba là khai báo qua cái fax. Fax sử là có nghĩa mình gửi fax cho họ ấy. Thì cái mà tiền nhất là khai báo ở trang web, là bạn tự làm mọi thứ, bạn úp ảnh lên là được. Nhưng với một điều kiện, bạn phải có cái tài khoản ở cái trang web đó. Mà nó có cái hay như thế này này, người Hàn là người làm rất là cẩn thận. Khi mà bạn có quyền hộ chiếu mới và bạn nhập cảnh sang Hàn Quốc thì bạn hãy lấy cái số hộ chiếu đó, bạn đăng ký một cái tài khoản ở cái trang web đó. Sau khi mà bạn mất cuốn hộ chiếu chẳng hạn, bạn được làm lại một cuốn mới, thì cái việc của bạn chỉ cần là chụp cái hộ chiếu mới và up lên cái trang web đó, thì không cần phải khai báo nữa. Đó là bạn khai báo online, không có mất thêm một cái khoản nào nữa, không mất tiền xe, không mất tiền thời gian mà mình đi lại, thì quá ok rồi đúng không? Nhưng mà xui cho mình là mình không có biết nên mình không có đăng ký. Cuối cùng có hộ chiếu mới thì không có thể up lên cái trang đó được, bởi vì cái tài khoản của mình chưa được lập và cái số hộ chiếu cũ cũng chưa được lập ở trang web đó, nên là không được, không làm được cách này, buộc là phải trực tiếp đi. Thì mình thử cái cách gửi fax xem như thế nào. Chưa bao giờ mình gửi fax nha. Nhưng mà hôm nay đúng là điền lên mấy anh chị ở trên cái cục quản lý xuất nhập cảnh, tư vấn viên rất là nhiệt tình, đã chỉ cho mình tận tin lắm. Mình tưởng cái kiểu là
nóng tính như là bên thông dịch, nhưng mà thật sự người ta nhẹ nhàng đến mức mà mình cảm thấy là rất là tự hào về người Việt Nam mình bên này, giúp đỡ mình rất là tận tình. Và sau khi điền lên thì người ta bảo là bây giờ là phải photo các cuốn hộ chiếu và thẻ chứng minh người ngoại quốc kèm theo, điền vào cái tờ giấy là thông hấp xin trong so, là cái giấy thông hành, khai báo thông hành ấy. Thì lúc đó là cũng rối lắm, cũng tìm quán photo đâu ra, mình tìm cái Poksa chip là cái quán photo ở Hàn Quốc này là không có, dường như cái Busan này không có, mà cách đó là phải vài trăm cây, 200-300 cây. Thế là đau đầu không, thế là điền lên cho cái anh mình đã làm hồi chiều ấy, hỏi là bây giờ nhờ anh có thể khai báo hồ rồi trả tiền cho anh được không. Thì anh ấy không có làm cái dịch vụ đó, anh ấy hướng dẫn là bây giờ ra, một là công ty bất động sản, hai là ngân hàng, ba là bưu điện, nhờ người ta làm cho rồi trả phí cho họ. Thế mình loay hoay không biết làm như thế nào, tính là ngày mai lên Suwon rồi chứ còn làm phất cũng rắc rối quá. Sau khi suy nghĩ một hồi thì lên mạng đọc và điền lại tư vấn viên bảo, thì người ta nói là muốn lên cục quản lý xâm nhập cảnh làm việc thì phải đặt trước, rườm rà ghê lắm. Sau khi mà mình thấy đặt trước nó cũng phức tạp, cũng không biết đặt trước rồi ngày nào lên được, thôi bỏ, giờ thử ra cái bưu điện làm thử xem hỏi có dịch vụ fake không. Thì may quá là ra bưu điện người ta bảo là có gửi fake, mình đưa giấy tờ ra là người ta photo luôn, không cần phải từ photo nữa. À, rất là nhẹ người, và cái phí photo bên này cũng khá là đắt đấy, mình photo 2 tờ 7.000 won, so với Việt Nam thì khá là đắt. Photo xong thì người ta gửi phật cho mình luôn, mình đưa sổ phật ra là gửi luôn, mà gửi vài giây sau là người ta nhận được. Mình điền lên trên cục quản lý xâm nhập cảnh ấy, hỏi là nhận được chưa, rồi gửi thêm cái giấy thông hành nữa, là người ta gửi phật hết. Sau khi mà có cái giấy thông hành rồi thì bạn chỉ cần điền thông tin vào giấy thông hành và phật lên lại. Phật thì chỉ có là 500 won thôi. À, đúng rồi, 500 won thì khá là rẻ một lần phật. Ok, xong xuôi, vui vẻ rồi. Bây giờ sau khi mà bạn đã phát lên cho bộ lao động, cho cục quản lý xuất nhập cảnh xong, thì bạn phải điền lên để xác nhận là xem đã tới nơi chưa, giấy tờ mình ok chưa. Nếu như sai thì người ta sẽ bắt mình viết lại đó, nên khá là tiền. Sau khi mà phát lên xong rồi thì 10 ngày sau sẽ liên hệ lại với cục quản lý xuất nhập cảnh để xem nó cập nhật cái sổ hộ chiếu mới cho mình chưa. Còn nếu như bà nào làm rồi mà không có cập nhật cái sổ mới, không có khai báo quá 30 ngày thì bạn sẽ bị phạt 1 triệu won. Bên này nó ghê chưa? Rất là phức tạp, nên là cái gì cũng phải hỏi han, tìm tòi. Đúng thật, một ngày đang đi học một sang khôn. Mình chả biết gì về cái giấy tờ này cả, nhưng mà đúng khi mà mình rơi vào cái hoàn cảnh đó thì buộc mình phải tự tìm tìm tòi. Không có hỏi ai, không có nhờ ai được hết đấy, chỉ có là dựa vào năng lực bản thân cũng như là những cái người tư vấn viên thôi. Còn lại bây giờ nhờ bạn bè thì cũng khó, mỗi người đi làm và qua đây không phải ai tiện cũng rần, nói mở mồm không ra, vào bưu điện cũng vậy, chỉ có là nói những cái từ cơ bản thôi. Mình đưa giấy tờ ra là họ hiểu rồi, chỉ cần nói là Weibo, người ngoại quốc, người ta sẽ tận tình giúp đỡ. Một ngày khá là mệt mỏi, lo từ khi sáng đến giờ, rồi bực cái chuyện cái ví chưa xong, mà giờ đến cái cuốn hồi chiếu này nữa, chắc là mình phát điên luôn. Nhưng mà đúng, cái gì sau những cái khó khăn thì phải có cái thuận lợi cho người ta còn vui vẻ trở lại chứ, đúng không? Còn mà lúc nào cũng gặp gian nan khó khăn như thế này thì chắc là nản lắm. Được khi đi khai báo thì mình cũng tìm ở Facebook cũng rất rất là nhiều cái bạn mà đã cũng gặp cái tình cảnh như mình là không biết khai báo như thế nào, và mình search ở Google thì cũng không có một cái bài nào mà hướng dẫn khai báo, hướng dẫn làm lại hộ chiếu như thế nào. Rất là mệt, người ta phát cho mình một cái tờ giấy như thế này thì không có biết điền như thế nào, mình dịch được bao nhiêu mình đo, mình điền bấy nhiêu, chứ không có rành lắm, còn điền sai ô nữa.
Thì trong cái tờ giấy này ấy, thì tối nay mình sẽ làm cái clip là hướng dẫn điền cái tờ này cho mọi người để cho nó tiện, sau khi mà lỡ mà ai có cái vấn đề về giấy tờ thì nên sử dụng, nên xem video này. Và cũng như cái cách gửi phát thì lần sau cứ tới bưu điện, không có cần hỏi ai nữa. Tất cả mọi thứ mà mình trải nghiệm và mình biết thì mình sẽ chia sẻ toàn bộ lên kênh YouTube để cho những cái lứa sau này lỡ mà có sang Hàn Quốc gặp những cái trường hợp như thế này thì có thể giải quyết gọn lẹ, không cần phải hỏi han ai cả. Vì mình cũng là một người vừa tìm hiểu vừa hỏi han nhưng mà cũng vừa truyền thụ. Mình mất quyền hộ chiếu, mình phải lên FPS Topic mình hỏi là bây giờ làm như thế nào, rồi sau khi mà nhận được hộ chiếu thì phải làm như thế nào. Nhưng mà cái việc khai báo thì mình không có hỏi, bởi vì mình hỏi nhiều lần ở trên đó mà chẳng nhận được cái câu hỏi nào, câu trả lời nào mà cảm thấy là mình có thể sử dụng được. Thật sự mà chưa bao giờ, hai lần hỏi mà không có lần nào mình sử dụng được. Nên cuối cùng là phải tự lực cánh sinh thôi. Đây, mình phải photo ra như thế này. Nhưng mà cái này bạn chỉ cần đưa ra là người ta photo cho bạn thôi, rất là tiền. Đúng là tiền mất tật mang rồi. Gì này nhỉ? Mất thời gian, rất là nhiều thứ. Đúng, cái chuyển sượng là một cái chuyện. Rồi đen một cái cho mình nữa là mất giấy tờ nữa. Hai cái chuyện đen nó đi song song với nhau. Không biết là năm tới nó có may mắn được không. Nhưng mà mình chúc cho bạn nào đang xem clip này sẽ có một cái cuộc sống nó trôi chảy một tí, nó không có vướng bệnh cái vấn đề gì, và cái giấc mơ sang Hàn Quốc nó cũng dễ dàng, không có bị kẻ xấu nó chơi bệnh. Đấy. Và sẽ có một cái công việc tốt lên sau khi mà sang Hàn Quốc, gặp những cái người tốt, chứ không phải là những cái thân phần nó nhếch nhác trong xã hội. Đôi khi mình sang đây mình thấy vui vẻ vì có những cái người đồng hương nó rất là tuyệt vời, cũng như là những cái người bạn mình có thể kết giao mà người ta chơi rất sòng phẳng, rất đẹp. Mặc dù hai chúng ta đều không cùng một nơi, không cùng quê, rồi không cùng ngôn ngữ chẳng hạn, không cùng tiếng nói. Đôi khi anh kẻ Bắc, tôi người Nam, tôi người Trung, nhưng mà vẫn sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Thì có một cái anh bạn cũng không có quen, mình vừa sang Hàn Quốc, thì anh ấy là một cái người mà dạng như là theo dõi mình để mua sample thôi. Sample là cái nhạc cụ trên đàn ấy. Thì cũng chẳng quen đâu. Khi thấy mình sang Hàn Quốc thì anh ấy gửi kịch bản rất là lâu rồi, nhưng mà mình không có đồng ý, bởi vì quan điểm của mình là những người nào mua sample mình mới đồng ý kịch bản. Còn lại nhưng mà kịch bản này theo dõi thì cũng khá là nhiều, vì đợt đó là bạn bè của mình gần phút 5,000 ấy, nên là mình không có đồng ý. Sau đó từ dương sang Hàn Quốc rồi thì anh ấy liên hệ anh em đi uống cà phê và đi giao lưu. Mà mới giao lưu được một lần là lên chơi đám cưới anh ấy đang làm thôi, mà từ dương thiền chí mời mình đi show, đi hai show liên tục, là chuẩn bị trung thu rồi đấy để đi. Mình không có đàn nha các bạn, đàn phải gửi từ Việt Nam sang, nhưng mà mình không có. Thì mình nói với cái người đó thì nói là bây giờ không có đàn thì có thể kiểm đàn cho mình làm không, thì người ta ok luôn. Các bạn thấy không, có những người sống rất là tuyệt vời. Mặc dù nếu như mà bây giờ đi làm mà không có cái đàn để làm thì ai mà kêu bạn đi làm, nhưng mà đây người ta sẵn sàng mượn đàn cho bạn đi làm, là mình thấy rất là đáng trân trọng và rất là cảm thấy sang đây cũng khá là nhiều người tốt. Một ngày buổi sáng thì hơi nhăn nhăn, nhưng mà ngày hôm nay thì ok rồi. Thôi, chúc mọi người ngày mới tốt lên và nhớ xem clip nữa nha. Mình sẽ cho chạy những cái video sau cho các bạn xem. Ok.